Thân Mai chào mừng quý vị đến với kênh Asian Media Network. Thưa quý vị, ngày hôm nay trên đường đi làm về đó thì Thân Mai được biết là ở tiệm American Furniture Gallery họ có rất là nhiều những cái furniture on sale nhân dịp lễ July 4. Mà Thân Mai thì cũng đang cần một ít furniture cho gia đình, cho nhà. Vì vậy mà mời quý vị cùng với Thân Mai chúng ta cùng khám phá và check out American Furniture Gallery nhé quý vị. Hello Thanh Mai, lâu quá không gặp. Thanh Mai khỏe không? Trời, hôm nay không có ngày có tháng mà không tự nhiên đi vô đụng ngay chúng ông chủ nhân ở đây. Là không những là được đối xử tử tế mà còn được special discount nữa phải không? Chắc chắn rồi, lâu quá không gặp Thanh Mai, dĩ nhiên phải có special discount không những cho Thanh Mai mà cho khách của khán thính giả của Thanh Mai, Asian Media Network hoặc là Việt Lifestyle. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Sao anh với Thị Ngọc mấy đứa nhỏ sao rồi? Mấy đứa nhỏ cũng khỏe Thanh Mai. Dạ. Thanh Mai với gia đình sao rồi? Em cũng khỏe, mấy con em bây giờ nó lớn, con anh chắc cũng lớn rồi. Tại hồi xưa anh biết thì nó nhỏ, thì nó cái phòng cũng nhỏ rồi cái giường nó cũng nhỏ. Bây giờ nó con gái nó cao hơn em nữa rồi, thành ra cái giường bị chật, chỉ nằm là đụng từ đầu này đụng đầu kia, thành ra em phải cần đi mua giường mới rồi dọn nó vô cái phòng mới đó. Mà thấy anh quảng cáo trên Việt Lifestyle hấp dẫn quá, July 4 rồi zero interest rồi 7% off, mà nhất là anh thấy mấy cái mẫu mã rất là đẹp, cho nên em muốn ghé con thử. Mà không hẹn trước mà hên quá hôm nay gặp được anh. Cảm ơn Thanh Mai. Thanh Mai vô cũng quá đúng lúc. Thật ra tụi này cũng đang run cái promotion for July 4 weekend, really big promotion, probably the biggest promotion of the year. Nhưng mà đối với Thanh Mai có lẽ sẽ còn có giá đặc biệt hơn nữa. Thanh Mai với lại khán quý độc giả và khán thính giả của Asian Media Network, vậy thì anh dắt em đi coi ha. Chắc chắn. Dạ, ok. Hello Thanh Mai, rồi cái bộ này á Thanh Mai, bộ giường này là thì mình nghĩ có lẽ nó sẽ hợp với lại con trai của Thanh Mai đó. Bộ này là bộ solid wood, rustic nhưng mà đồ cũng rất là tốt, với high quality. Cái màu gỗ này em thích là cái màu nó natural, anh thấy không? Này nó dễ display lắm, ví dụ nhà contemporary hay là traditional đấy nữa thì ở trong phòng ngủ nhìn cái bộ này nó cũng rất là hay. Nó vừa có cái rustic style giống như là sắt ở đây, steel ở đây, và cái lối construction của nó cũng rất là đẹp. Cái bộ này, cái set nó còn có những gì anh? Cái set này nó là 4 miếng, thường cái nhà, cái phòng standard đó Thanh Mai thì nó gồm cái giường, cái dresser, cái mirror, với lại one night stand. Đó là cái standard phòng. Nếu mà phòng của mình lớn hơn chút thì mình có thể mua cái additional nightstand để bên phía bên này nữa, thì nó thành là hai cái nightstand. Và nhưng cái giường này á, là hiện giờ là đang size. Bây giờ cái giường này á, là queen size. Display này là queen size. Thì cái này nó cũng có in queen size, king size nữa. Nó come in king size for master bedroom. Nhưng mà for guests hoặc là cho con cái thì queen size cũng được. Cái này thì nó the boy nó có thể grow up big, to này nó cũng vừa hơn, còn cái full size chắc dày năm sau lại phải đổi nữa. Đúng rồi, với lại thật sự nhà nhất là ở vùng Arizona của mình thì hầu hết nhà cũng tương đối cái size nó cũng đến nhỏ giống như ở Cali, cho nên cái queen size thì cũng vừa, và adult cũng có thể dùng là queen size nữa. Cái set này bao nhiêu tiền anh ạ? Cái set này á, giá hiện tại không có on sale đó, thì là 2.798, only 7.98. Nhưng mà với cái July 4 sale, we have 20% discount on new introduction item. Thì cái bộ này là new introduction item. Thì cái giá bộ này xuống còn khoảng chừng 2.300 mấy. Em chứ lại khán giả của em có được đặc biệt thêm gì nữa không? Với Thanh Mai với khán giả sẽ thêm được free delivery và setup. Thì thường delivery setup thì thường tụi này cái đó là cái service, cho nên ít có clear free lắm. Có thể discount on promotion on merchandise, nhưng mà service thì thường ít lắm, bởi vì cái đó là cái cost của nhân viên. Nhưng mà với Việt Lifestyle hoặc là Asian Media Network và Thanh Mai thì sẽ được free delivery and setup. Cảm ơn anh. Nhưng mà em thấy cái bộ này là em thích rồi đó. Cho thằng boy là em thấy cái bộ này em thích. Nó có nhiều học tủ để đồ. Với lại con trai nhìn cái này nó nhìn nó manly, very muscular. Thôi bây giờ có bộ cho con gái đi. Bộ con gái mình đi xuống như này Thanh Mai nha.
Thanh Mai, muốn show cho Thanh Mai cái bộ giường này. Thì bộ giường này nó màu trắng, which is cái màu Thanh Mai looking for. Cái màu trắng, con bé nó thích màu trắng, beautiful. Thì có mấy cái bling bling đây nè, silver, sparkling. Nhưng mà em thích là cái trong đây nó có velvet cái bằng nhung đen sạch đó, cho nên là rất là soft. Sạch nữa, mỏ. Nice. So solid wood and dovetail, English dovetail here. Một bộ giường thì gồm 4 miếng Thanh Mai. Có cái dresser, mirror, cái giường và one night stand. Thì cái bộ này nó mình lên ở Doorbuster là 1398 đồng. Cái giá Doorbuster có nghĩa là cái giá rock bottom rồi đó. Doorbuster là quý vị phải tới sớm nha quý vị. Quý vị tới trễ là supply còn là first in first serve đó, first come first serve. Không biết anh còn bao nhiêu set nữa. Thật sự thì bộ này nó cũng very limited. Supply stock dạo này cũng very low. Thì bộ này mình cũng còn vài set. First come first serve, hy vọng mà con tới sớm thì còn, và cái giá cũng rất là mềm. Đúng rồi, 1.300 rất là chạy, rất là đẹp, really nice. Nhưng mà cái giường này cũng là queen hả anh? Cái giường này là queen size Thanh Mai. Cho nên cho ở đô dùng vẫn được. Cho nên Thanh Mai khỏi phải lo là cô con gái ao cô cái giường này. Nhưng mà cái set này là 4 miếng 1.300, còn 2 miếng kia em thấy cũng đẹp quá trời đẹp. Cái đó thì tùy theo cái phòng của mình lớn hay bé. Nếu mà phòng mình đủ rộng thì mình có thể mua thêm cái additional chest hay cái lingerie chest. Và nếu được nữa thì thêm một cái nightstand nữa. Beautiful. Thank you. Cảm ơn anh, thằng bé thấy nó thích rồi nhưng mà cái này thì chắc đâu có include cái giá nệm phải không? Có nệm phải mua riêng? Không Thanh Mai, nệm thì thường cái đó tùy theo cái personal preference đó. Có người thì thích nệm cứng, người thích nệm mềm. Có người thích memory foam, có người thích traditional pocket, pocketed coil mattress. Cho nên cái nệm thì thường không có include vô cái giường. Tới khi khách vô khách thử rồi lúc đó mình có thể cho khách giá. Cảm ơn anh đã chỉ cho em hai cái bộ giường vừa rồi. Em nghĩ là hai đứa nhỏ nhà nó cũng rất là thích. Sẵn em ở đây đó thì cũng cần muốn coi anh có sectional sofa hoặc là mấy cái bộ dining set á. Vì em cũng đang có ý định remodel ở nhà đó mà. Anh có vài bộ sectional đây, rất là đẹp và giá nó cũng hàng cũng tốt và giá cũng tương đối phải chăng. Để anh show cho Thanh Mai. Mấy bộ chẳng hạn như bộ sectional này có lẽ nó sẽ hợp với lại nhà Thanh Mai đó. Lúc trước Thanh Mai ở nhà này tìm bộ màu cream kim hay là màu trắng. Bộ này là màu cream. Cái da nhỉ? Nó mềm soft, rất là soft. Ủa cái này cái gì anh? Cái này nó là cái USB charger đó Thanh Mai. That's so convenient. Vậy là khỏi cái cần kiếm mấy cái outlet ở dưới mà nó sẵn ở đây luôn. Đúng rồi. Nhưng mà nó xài battery hay là cái này nó có cái chỗ để cắm nữa? Cái này nó hook up vô cái điện ở nhà mình. Nó charge nhưng mà nó có thể vừa USB charge hoặc là vừa wireless charge, phone charge. Và trong đây là để ly ha, cup hay này nọ hoặc là napkin này nọ, storage. Newspaper storage. Nice. Thì cái bộ này nó gồm 6 miếng Thanh Mai. Nó có hai cái power recliner hai bên đầu. Như vậy là anh có thể stretch ra sau được nữa. Đúng rồi, mình có thể recline nó được. Đây đó, recline head, headrest recliner. Rồi có dưới chân recline luôn không? Đây là foot recliner. That's comfortable. Vậy ngồi xem TV vậy good. Tức là chỉ có hai cái đầu thôi hả? Hai cái này đầu recliner. Và cái armless chairs á, nó power armless chair recliner thì nó là optional. Thì thường cái power armless nếu mà mình đổi nó qua thành manual hoặc thành cái power thì thêm 100 đồng nữa. Và cái set này gồm 6 miếng thì giá của nó là này. Mà ví dụ như em thì em thích mấy cái màu nhạt nhạt nhưng mà có nhiều người họ thích màu màu nâu hoặc màu đen để cho nó không có dơ đó anh có cái option với cái màu có. Khác không? Cái bộ này nó cũng come in different color nữa Thanh Mai. Nó come in màu espresso,
tức chocolate màu nâu. Đây là màu nó gọi là trói khẩn qua. Cái da của nó giống như là da áo cowboy vậy. Còn cái màu haze, màu chocolate thì nó da nó sáng như này, nó cũng hơi có shiny như này. Đó là một màu khác nữa. Và cái màu dark color kia thì là nó màu giống như dark cowboy shirt vậy. Thì đó là ba màu nào khác nhau của cái bộ này. Really nice. That's feel good. Giờ Thanh Mai, anh muốn cho Thanh Mai coi cái bộ dining room này. Cái bộ này màu silver có lẽ nó sẽ hợp với lại nhà của Thanh Mai. Thanh Mai thường thích contemporary. Cho nên cái bộ này nó silver, a little bit of silver, champagne color. Mà cái này giống như là nó gỗ phải không anh? Gỗ hay là bằng kim loại? Không, gỗ Thanh Mai. Gỗ nhưng mà nó finish cái champagne color. Nó cũng nhiều layer trong này lắm. Cho nên cái màu nó có một chút champagne trong này. Còn cái này nè, em thấy nó giống da là... Không, Thanh Mai, cái này nó không phải da, nó vải. Cái vải đó hả? Cái vải mà giống như da, mà vải. Matching đẹp, rất là sang. Bộ này nhìn sang mà dễ lau chùi cũng sạch. Mà em muốn hỏi anh có cái set này mà tròn không vậy, cái bàn tròn không? Tại vì cái nhà em là cần cái bàn tròn chứ không phải bàn vuông. Bộ này thật sự lúc trước nó có là cái round table. Nhưng mà vì cái round table bán nó chạy đó, cho nên nhà sản xuất là discontinue đó rồi. Bây giờ thì họ chỉ có cái regular rectangle table thôi. Mà cái này, cái set hiện giờ là 6 ghế. Nhưng mà nếu mà cái nhà nào họ bự hơn mà họ muốn extend, hàng có cái party họ muốn extend 8 ghế, có cái bàn nó extend được không? Không, Thanh Mai, cái bàn thì nó dimension như này. Nhưng mà mình có thể add vô 2 cái ghế nữa, vì cái bàn này nó design cho 8 người ngồi. Mình có thể bỏ thêm hai cái ghế hai bên nữa. Tại cái set này nhiêu lận? Cái bộ này á, là Doorbuster price á, là 1,598 đồng cái bàn 4 ghế. Cái bàn 6 ghế hả? Bàn 4 ghế em. À, 4 ghế. Em muốn add thêm cái ghế, mỗi cái ghế là 178 đồng. Thì em có thể extend up to 6 ghế hoặc là 8 ghế tùy theo nhà mình bấm bếp. Ai mà thích diamond bling 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 nhìn. That's pretty. Yeah, it's actually one of the signature pieces của cái showroom. Cũng hơi khác. Very nice. Cảm ơn anh đã spend time ngày hôm nay chỉ cho em một cái furniture ở trong cái tiệm của anh. Cái tiệm nó lớn quá đi, thành ra là mới có show được có vài cái món hàng thôi. Nhưng mà không ai nghĩ rằng quý vị có nhu cầu, quý vị phải đến American Furniture Gallery. Mà cái tiệm nó cũng rất là gần với chợ Lily, cách chợ Lily Channel có một lóc đường thôi. Là quý vị tới đây, quý vị sẽ tha hồ mà lựa chọn, được nhìn ngắm và được cảm nhận những cái furniture mà quý vị muốn mua cho căn nhà của quý vị. Cảm ơn Thanh Mai đã ghé tiệm hôm nay, cũng hơi surprise Thanh Mai ghé. Và nhân cái dịp này nếu mà để cho quý độc giả của Việt Lifestyle hoặc là quý khán thính giả của Asian Media Network thì tiệm sẽ có giá đặc biệt, rồi cái sale là 20% off entire showroom cho new introduction item hoặc là 50% off on mattresses thì tiệm sẽ deliver free và set up free cho quý khán thính giả của Asian Media Network và Việt Lifestyle. Những khách khác thì họ sẽ không có được cái ưu đãi đó. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn thời gian của anh. Cảm ơn Thanh Mai nhiều nhé. Phải tới rinh nhiều về quý vị ơi. Quý vị cứ việc rinh thì tụi này sẽ sẵn sàng đi vào cho quý vị. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn Thanh Mai nhiều, cảm ơn tất cả. Quý vị hãy đến với tiệm American Furniture Gallery để được giảm giá 20% off toàn showroom, giảm 30% off các phụ kiện trang trí, giảm 75% off các mặt hàng clearance và đặc biệt không tính tiền lời zero interest trong vòng 60 tháng. Quý đồng hương độc giả của báo Việt Lifestyle và khán thính giả của Asian Media Network còn được free delivery và setup. American Furniture Gallery tọa lạc tại số 1980 North Omascore Road, Chandler, Arizona 85224, nằm ở góc Tây Nam đường Warner và đường Omascore, cách chợ Lily Chandler,
chỉ có một lóc đường. Hãy gọi số 480-786-0777, 480-786-0777 hoặc vào trang nhà afg.us.com, afg.us.com.